Bản tin quân sự thế giới hôm nay có những thông tin nổi bật sau. Cuộc họp kín của các quan chức tình báo được cho là thảo luận về các chủ đề, trong đó có cuộc xung đột Ukraine. Tờ Global Times của Trung Quốc cho rằng chuyến thăm Bắc Kinh của trợ lý Ngoại trưởng Mỹ chỉ nhằm thể hiện Washington mới là bên thúc đẩy liên lạc. Thống đốc vùng Belgorod Vyacheslav Gladkov cho biết ông sẵn sàng gặp lãnh đạo quân đoàn tình nguyện Nga, ADK, nếu nhóm này trao trả hai binh sĩ Nga bị bắt giữ. Nga, Mỹ và Liên minh châu Âu, EU, đều đang cố gắng thúc đẩy mục tiêu xây dựng nền hòa bình lâu dài giữa Armenia và nước láng giềng Azerbaijan. Sau đây là nội dung chi tiết. Các quan chức tình báo cấp cao từ 20 quốc gia đã tổ chức một cuộc họp kín tại Singapore để thảo luận về các chủ đề bao gồm cuộc xung đột Ukraine trong một môi trường không chính thức, Reuters đưa tin hôm 4 tháng 6. Theo 5 người giấu tên được Reuters phỏng vấn, cuộc họp trên diễn ra bên lề diễn đàn an ninh đối thoại Shangri-La và được chính phủ Singapore tạo điều kiện thuận lợi. Các cuộc họp tương tự được cho là đã được tổ chức trong vài năm, nhưng không được báo cáo cho đến tận bây giờ. Mặc dù danh sách chính xác các quốc gia tham dự không rõ ràng, nhưng những người tham gia cuộc họp này được cho là bao gồm Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ Avril Haines, cũng như các quan chức Ấn Độ và Trung Quốc. Một nguồn tin của Reuters lưu ý rằng không có đại diện nào của Nga có mặt. Trong khi đó, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Vladimir Gavrilov cho biết ông có mặt tại hội nghị thượng đỉnh đối thoại Shangri-La, nhưng chưa bao giờ tham dự cuộc họp trên. Mặc dù các chi tiết của chương trình nghị sự không được công bố, nhưng các giám đốc tình báo được cho là đã thảo luận về các nỗ lực chống tội phạm xuyên quốc gia. Một nguồn tin của Reuters nói rằng có một quy tắc bất thành văn giữa các cơ quan tình báo là họ có thể thảo luận khi chính sách ngoại giao cởi mở và chính thức khó khăn hơn. Một nguồn tin khác mô tả không khí cuộc họp có tính hợp tác chứ không đối đầu. Tờ Global Times của Trung Quốc cho rằng chuyến thăm Bắc Kinh của trợ lý Ngoại trưởng Mỹ chỉ nhằm thể hiện Washington mới là bên thúc đẩy liên lạc. Mỹ cố tạo ra hình ảnh là quốc gia có trách nhiệm bằng cách đưa ra thông điệp thiện chí với thế giới bên ngoài rằng họ đang tìm cách liên lạc với Trung Quốc và cố đổ lỗi cho Bắc Kinh về việc từ chối liên lạc. Global Times, tờ báo thuộc People Daily, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc, hôm 4 tháng 6 dẫn lời các chuyên gia nước này cho hay. Bài báo được đăng cùng ngày trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương Daniel Clotenbring tới Bắc Kinh. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, ông Clotenbring sẽ thảo luận những vấn đề chính trong mối quan hệ song phương. Mỹ tìm kiếm đối thoại trong khi vẫn tiếp tục khiêu khích, tờ báo dẫn lời chuyên gia tại một viện nghiên cứu chính sách của Trung Quốc. Chúng tôi chưa thấy bất kỳ tuyên bố tích cực nào từ Mỹ liên quan lợi ích cốt lõi hoặc quan hệ song phương. Mối quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đang căng thẳng vì hàng loạt tranh cãi, từ vấn đề Đài Loan, Biển Đông hay sự cố khí cầu hồi tháng 2. Tại đối thoại Shangri-La ở Singapore hôm 3 tháng 6, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho hay việc Trung Quốc không sẵn lòng đối thoại đã làm suy yếu nỗ lực duy trì hòa bình khu vực. Phát biểu một ngày sau đó, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc nói mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc đã rơi xuống mức thấp nhất kể từ năm 1979, thời điểm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. Nếu những binh sĩ Nga còn sống, tôi sẽ có mặt tại cửa khẩu Sebekino từ 17 giờ đến 18 giờ, ông Gladkov nói trong một video được đăng trên kênh Telegram, đề cập đến cửa khẩu biên giới ngăn cách vùng Belgorod của Nga với lãnh thổ Ukraine. Tuyên bố trên được ông Gladkov đưa ra để đáp trả đoạn video của ADK và Quân đoàn Tự do Nga, hai nhóm chiến binh từng nhận trách nhiệm về một số vụ tấn công ở Nga hồi đầu năm. Đoạn video do các chiến binh công bố cho thấy họ đứng cạnh hai tù binh Nga, với một trong số họ dường như bị thương. Denis Nikitin, thủ lĩnh ADK, tuyên bố trong video rằng các chiến binh của nhóm này đã tiến vào thị trấn Novaya Tavonzanka ở vùng Belgorod và đề nghị gặp thống đốc Gladkov tại một nhà thờ địa phương để nói chuyện, đổi lấy việc thả tù binh. Thống đốc Gladkov cho biết số phận, các chàng trai của chúng ta đang nằm trong tay họ, và đó là điều duy nhất khiến ông không thể bỏ qua lời đề nghị của nhóm chiến binh. Trước đó, ADK từng bị cáo buộc tiến hành một cuộc tấn công vào cuối tháng 5, khiến một dân thường thiệt mạng và 12 người bị thương. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố sau cuộc đột kích rằng hơn 70 chiến binh, 4 phương tiện chiến đấu bọc thép và 5 xe bán tải đã bị loại bỏ trong cuộc đụng độ của các chiến binh với lực lượng Nga. Các hình ảnh và video do phía Nga công bố cho thấy các phương tiện bọc thép và thiết bị của phương Tây đã được các chiến binh sử dụng trước khi bị quân đội Nga phá hủy. Lầu Năm Góc và Bộ Ngoại giao Mỹ bày tỏ nghi ngờ về tính xác thực của các hình ảnh. Phát biểu trên kênh truyền hình quốc gia Armenia, ông Grigorian khẳng định tiến trình đàm phán đang được thực hiện một cách hết sức tích cực. Quan chức an ninh Armenia chia sẻ, nếu chúng ta có thể duy trì được cường độ này và nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ từ cộng đồng quốc tế để đạt được tiến triển, thì sau đó sẽ xuất hiện cơ hội có được hiệp ước hòa bình vào cuối năm nay. Nga, Mỹ và Liên minh châu Âu, EU, đều đang cố gắng thúc đẩy mục tiêu xây dựng nền hòa bình lâu dài giữa Armenia và nước láng giềng Azerbaijan, vốn rơi vào vòng xoáy của hai cuộc chiến trong 30 năm qua liên quan đến tranh chấp lãnh thổ ở khu vực Nagorno-Karabakh. Trước đó, ngày 3 tháng 6, Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan và Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev đã có cuộc trao đổi ngắn tại lễ nhậm chức của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ở Ankara. Hôm 1 tháng 6,
hai bên cũng đã gặp nhau ở gần thủ đô Chisinau của Moldova để thảo luận về tiến trình hòa bình và phân định biên giới. Quan hệ căng thẳng giữa hai quốc gia vùng Trung Á này liên quan đến quyền kiểm soát Nagorno-Karabakh, khu vực nằm sâu trong lãnh thổ phía tây nam của Azerbaijan, nhưng có đa số dân cư là người gốc Armenia nên muốn sáp nhập vào nước này. Căng thẳng gia tăng giữa hai nước láng giềng với đỉnh điểm là cuộc chiến tranh kéo dài từ tháng 2 năm 1988 đến tháng 5 năm 1994. Kể từ năm 2008, Azerbaijan và Armenia đã tiến hành hàng chục cuộc gặp cấp cao, nhưng chưa tìm được biện pháp hòa giải phù hợp cho các vấn đề, trong đó có việc phân định biên giới và trao đổi tù nhân. Quan hệ giữa hai nước càng trở nên căng thẳng sau khi ngày 23 tháng 4 vừa qua, Azerbaijan thiết lập một trạm kiểm soát trên tuyến đường bộ duy nhất đi qua lãnh thổ nước này và nối Armenia với khu vực Nagorno-Karabakh. Tôi là Nam Phong và Vũ Nga Hằng, đến từ kênh truyền thông X51. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.